Bây giờ anh thông báo lỗi cho em đi, sau đó anh lập biên bản cho em đi thế thôi. Hả? Anh thông báo lỗi cho em bị lỗi gì? Bạn đi sai làn đường. Đi sai làn đường quy định đúng không ạ? Lỗi này phạt 350.000. Được. Anh lập biên bản cho em. Chuyện đi nhảy các xe. Để kiểm tra. Anh Dương Duy Tùng đúng không ạ? Cán bộ 571552. Tôi nhắc bạn nhá, còn đông dơm trên đường nhá. Tôi đã phải em nói thẳng luôn với anh là em vào đây 3 lần rồi. Ừ. Lỗi sai làn. Đúng rồi. Anh lập biên bản thoải mái. Chứ nhưng mà biển bây giờ là tôi biển bảo 415, vạch của anh vào biển không đồng nhất. Ui tôi cho là biên bản rất nhiều trường hợp, nhưng hôm nay có cái đông dơm này, quay kìa, đông dơm trên đường anh em nhá. Hình như là đội này còn đang bị ông Khổng đại hiệp. Ừ rồi, đúng cho ông Kiền cho tòa mà. Sắp thì vẫn ra bình thường đi đâu. Tôi đang làm việc thoải mái như thế này. Bạn quay cho tôi cái đông dơm kia kìa. Đấy đông dơm đi giữa đường xử lý nó không hợp tình hợp lý lắm. Ok chưa? Rồi. Thế đâu có gì đâu. Con xử lý nó hợp tình hợp lý tôi xử lý ngay có gì đâu nhá. Thôi bạn tắt điện thoại đi. Đi.